Cái miếng này ha, mà là ai ăn một cái là còn hơn mì cay cấp độ 7 nữa. Cái này mình đâm có 6 chi ớt chưa nhiều. Trời ơi, chưa bằng đâu. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Nồng nọc mùi ớt rồi các bạn ơi. Sô mũi luôn rồi. Đó, sô mũi tới luôn. Cắn này vô là hơi xe. Mỗi bạn xài nha. Mỗi bạn nha, xài nha. Ôi bà, tự nhiên coi cái clip bạn xài này xong cái thèm xài quá à. Tao thèm xài lắc hồi qua tới giờ nè. Chả nước miếng ướt áo luôn nè. Tao biết làm cái chén nước chấm á, mà chấm xài ngon lắm nè. Chị Hưng, cái này chị học trên Google nữa đúng không? Không, cái này mẹ chị chỉ. Ủa sao lúc mà em nói mẹ chị chỉ thì chị nói chị Google chỉ, còn mỗi lúc mà em nói chị Google chỉ á thì chị nói là mẹ chị chỉ. Tại chị vậy đó. Sao chị hay vậy quá à? À mệt với bay quá rồi, tôi vô tao làm muối ớt. Ôi bay, chị Hưng đi làm muối ớt rồi, bây giờ mình ở đây làm gì? Còn phải hỏi nữa hay là mình qua cốc cây xài đợi đây? Đây. Bây giờ mình sẽ hái ba trái xài này nha. Bây giờ mình sẽ hái trái xài này nha. Nè. Cũng bự. Để được hai trái xài nha bạn. Mình hái được trái xài rồi nha bạn. Nãy giờ mấy mình bẻ được nhiêu xài nha bạn. Với lại chị Hưng mới làm một chén nước chấm, còn bên đây là chén nước chấm mua. Bạn có thấy hai chén nước chấm có khác nhau không? Ăn đi bye bye. Mình ăn cay dở cho nên chấm chén muối ít cay hơn nha bạn. Mời bạn nha. Khéo ngọt. Ngọt kìa. Ngọt gì đâu quá nha. Ngọt quá ha. Mặt mày nhăn nhưng mà khỉ nha. Tao nói ngọt đó. Mày ngốc quá, mày không biết gì hết trơn á. Đúng là thằng ngốc đặt lợp trên cây. Tao không cãi mày đâu. Tao chấm sạch ra. Ngọt quá. Mời bạn xài nha. Cái chấm siêu cay. Mời bạn nha. Ngon khó cưỡng. Giờ ăn xài nha bạn. Ăn xài nha bạn. Mời bạn nha. Xài này chưa chưa ngon nha bạn. Bây giờ mình xài nha. Xài này chua chua mới, muối cay cay nó ngon nha các bạn. Giờ mình ăn xài nha bạn. Xài này chua chua ngon lắm nha bạn. Mình á, mình ăn chén muối hận thánh của mình tự làm nha bạn. Mời bạn nha. Chua. Mời bạn ăn xài nha. Bộ đó giờ anh chưa được xài gì anh thôi. Hả? Dạ em mới có 10 năm chưa ăn chị ơi. Bốc bốc phép rồi đi. Hồi bữa quay clip cấm chạy sinh tồn, anh ăn hết một trái xài rồi anh còn nói gì nữa. Tao giờ nên tao mau quên rồi ơi. Lâu quá không nhớ nè.
mở mang nha. Xin mời các bạn. À, nó chua. Xin mời các bạn. Lá này là nó ngọt quá, rất là ngọt rồi. Mời bạn nha. Ngon. Ngon lắm nha bạn. Thầy chơi không thấy không? Mời các bạn. Ngon lắm nha bạn. Xin mời bạn nha. Mời bạn nha. Ngọt không hư? Ngọt, ngọt trong xuống tượng á. Cái miếng này ha, mà là ai ăn một cái là còn hơn mì cay cấp độ 7 luôn nha các bạn. Cái này mình đâm có 6 chiếc ớt chưa nhiều. Chưa bằng đâu. Nồng nọc mùi ớt rồi các bạn ơi. Sô mũi luôn rồi. Đó. Sô mũi tới luôn. Cắn này vô là hơi xe. Bây giờ mình ăn cái trái xoài luôn cho các bạn ơi. Rồi. Rồi lên xong thiên rồi. Không rồi. Coi không? Đây là người ăn cay. Ơi, bé ăn xoài có ngon không? Ngon. Có cay không? Cay. Mà bé cay thiệt không? Không. Chứ tao nãy tao ăn trái xoài là tao phun ra lửa luôn á. Không đi. Sao phun được? Mày đi gồng. Video của mình này đã hết. Nếu các bạn thấy hết video này, nhớ đăng ký, like, để tụi mình có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa nha các bạn. Và xin chào và tạm biệt các bạn nha. Bye bye.